đóng cái cây này xuống sâu à? Lấy cái búa đóng thêm đi nữa nhỉ. Từ từ đo cái này với cái này nào. À được rồi, đóng thêm tí nữa thì được, càng tốt. Rồi đấy, bây giờ mình cho con vịt này nó dựa cột luôn. Cái mặt này tí úp ngoài thôi, đéo này không sao. Úi giời, cho con vịt này dựa cột luôn. Các bạn nhá, hình thức vịt dựa cột luôn. Quá nhỉ. Thôi cho nó ốp vào đằng này cũng được. Không sao. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình làm món vịt dựa cột nướng úp lu. Bây giờ mình đi tìm vịt đuổi về và để thịt đã nhá. Nghe kêu, kêu dưới suối à. Quay cho các bạn xem nhá. Đấy, vịt nhà nuôi đàng hoàng các bạn nhá. Đấy, đấy. Thấy không? Đó. Đã thấy đối tượng. Giờ đuổi vào thôi. Ôi. Đấy. Chạy về nhà rồi đấy. Con nào các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Bắt con nào các bạn? Rồi, xin chào các bạn. Mình đã làm xong sạch con vịt rồi. Đấy, bây giờ mình ướp gia vị để cho bụng con vịt nhé. Đấy, đầu tiên mình đập tỏi ra. Đấy, mình cho tỏi vào bụng con vịt nhá. Sau đấy mình cho bột ớt. Rồi. Mì chính. Tí cho đây nó khác đều các bạn. Cho tí muối. Hạt tiêu. Cày. Đây là cái lọ này, mà mới rang nó khén cái hạt dổi. Gia vị lúc nãy mình cho vào ấy.
nước xì dầu trong nhé. Bây giờ mình khâu nó vào. Xong rồi tí cho nó dựa vào cái cột để lưng đu. Nướng một tủ tôn ấy. Bạn đợi nha. Đúng là thịt dựa cột. Nướng trong tủ tôn luôn. Đấy, dựa cột, đúng dựa cột luôn. Mình đã đóng cái cây này xuống sâu rồi. Thấy cái búa đóng thêm đi nữa nhỉ. Từ từ đo cái này với cái này nè. À được rồi, đóng thêm tí nữa thì được, càng tốt. Rồi. Đấy, bây giờ mình cho con vịt này nó dựa cột luôn. Cái mặt này tí úp ngoài thôi, đéo này, không sao. Úi giời. Cho con vịt này dựa cột luôn. Các bạn nhá. Hình thức vịt dựa cột luôn. Cứng quá nhỉ. Thôi cho nó ốp vào đằng này cũng được. Không sao. Lúc ấy mình định làm thêm cái này để buộc chân nó vào. Nhưng mà khả năng bây giờ là không cần nữa. Nó bị tụt ra. Bây giờ mình buộc thêm cái này lưng cái này lên nặng quá thì phải. Tí nữa. Ok. Thế nào? Ủa, thoải mái đi. Giờ thì úp cái này lên các bạn nhá. Ơ quên. Cái quan trọng nhất thì lại quên. Mình phủ cái lớp này lên để tránh bụi hoặc là tí nó bị cháy bên ngoài trước các bạn nhé. Đấy. Mình đã lấy cái lá chuối. Mình nhớ rồi đấy. Rồi. Khá là ok các bạn nhé. Bây giờ không biết có chuẩn hay không. Thôi bây giờ đốt lửa xung quanh không. Như đằng này hơi hở một tí, mùi tí đất đó mà đỡ bị oi khói. À này đốt củi phải cao lắm ấy nhỉ. Ok bây giờ mình về lấy củi nhá.
15 giờ 18 không? Chắc tầm 5 giờ mới được chén các bạn. Đấy, bây giờ cho củ. Đốt cành tỉa. Nhìn ngon lắm các bạn ạ. Đây. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Nó bị thôi không sao, bị một tí ở cổ. Tí gạt qua nữa là ok. Đây các bạn nhìn này. Chỗ này. Bỏ tí lớp dài đi là được mà. Tí cạo xong phát lại ok ngay. Wow. Lắm quá các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Chỗ này vẫn ngon nhá. Đây, chỗ này nó hơi cháy một tí thôi. Tí mình lấy dao mình cạo đi phát là lại ok ngay. Chứng tỏ lứa cái này nhanh chín quá. Nhanh chín quá các bạn. Tại lúc nãy ui, cháy mất hai cái đầu cánh rồi. Ôi, cái mỏ này. Lỗi quá các bạn ạ. Kể ra mình nhờ cho là sớm tí nữa thì ngon. Không sao các bạn nhé. Rồi bây giờ mình tháo ra mà mang nó về nhá. Con vịt sau khi mình cạo xong nó bị cháy một tí thôi. Nên cạo xong thì nó khá là ok rồi đấy các bạn ạ. Đấy, vẫn còn nóng hổi đây. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Ngon chưa?
Đây, bây giờ mình đây là lòng xào dưa, đây là muối với cả mắc khén, hạt dổi với hạt tiêu, ớt. Đây, mình vắt cái chanh vào đấy nhé, vắt cái chanh này nó sẽ sạch. Đấy. À, bây giờ mình để máy quay ra đây rồi mình xé ăn vịt này ra để thưởng thức nhá. Úi trời. À, bây giờ mình bỏ cái này ra nhá, cái lớp khẩu thơm phết. Con ăn bún hả? Con ăn còng, ăn còng con ăn bún đấy, còng chín hết các bạn nha. À, còng con này bố xé con vịt này ra. Vặn cổ nó bị cháy mất tí nhưng mà vẫn cứ ngon các bạn. Ô quên lấy đũa rồi mày, còn cơm quên lấy đũa đấy. Ui em muốn kiếm bát này nhá. Bên trong bỏ ngoài hơi khô tí thôi nhưng mà vẫn cứ ngon các bạn. Thơm hết. Đây. Vịt, hôm nay ăn vịt xé tay không? Đây, bóng thế. Ấy, giả vịt bên trong nó này. Đấy, bún đấy. Gia vị thơm ấy. Ba ngồi xin ngồi. Ba ngồi xin ngồi đúng không? Ui giời giỏi quá. Ơi. Ăn cái gì đấy? Thịt còng. Thịt còng ấy nhỉ. Đây này ngon nha. Đúng nhé. Xin mời các bạn nha. À. Ngon lắm. Con này được không ạ? Có chanh vào đây, không biết. Con này ngon lắm. Rồi. Thưởng thức thôi. Làm đây mình chất hiểu rồi. Mình chất rồi. Cho sớm tầm 15 phút nữa là ngon. Và mình thưởng thức nha các bạn nha. Rồi. Mình không thích ăn da. Bỏ ra. Con ngồi xem con bên này mẹ ngồi mấy. Wow. Mẹ cho con nhé. Cha. Cha thì còng đi xong mẹ lấy bún cho. Ngon á. Nhiều lên xong tỏi em. Xong cho tỏi em. Quên rồi. Đặt củ tỏi nhá. Đây chấm là không cay à? Cay nhá. Wow. Méo ra. Thì phải xé tay mà. Con ăn đi, để mày lấy. Ngon. Con ăn đi. Ăn đi để mày lấy bún cho con. Con ăn đi, ăn càng đi ngon thế mà. Nhí nhí. Ngoài thế nhỉ? Đây gia vị bên trong này các bạn. Vịt nhà. Vịt nhà nuôi mà ăn ngon các bạn. Vào nữa. Miếng nào to để xé ra. Thôi được rồi. Đây cái chỗ này lúc nãy nó bị xém thôi nhưng mà bên trong thì vẫn mềm nha các bạn nhé. Này. Đấy vì bị cái tàu nó chuối nó ấy vào ấy. Chứ không phải là nó cháy hết đâu. Đây.
Gia vị nó ám mà thôi, không phải cháy. Gia vị đâu? Cái lá chuối á. Này con gấp đi. Cứ là cứ cầm này ăn nó phải sướng. Để bên lấy kéo gấp nhá. Ở đây. To cũng được, to gấp cả. Để xé vụn. Ra hậu. Còn đi. Nó cần thì còn muốn ăn đi. Chưa đã mà. Chưa đã. Ủa. Chị bà, lấy bố ít giấy. Tay bố bẩn quá. Nếu như thế này mà như kiểu này là chín giờ chỉ 30 phút nữa. Một tiếng. Không đến đâu. Một tiếng hôm nay đã đâu quá. Chín vàng lắm này. Vì nó trong ấy mà. Được chống hay không? Ơ, à, sao con lấy môi tỏ lấy nhiều bạn ạ? Rồi, con xúc ăn đi. Lấy nhiều bà con. Con lấy nhiều bà không? Ở đây thôi. Ít thế. Thôi, video của mình tạm dừng tại đây nhé. Tạm dừng đây để ăn nãy các bạn. À, các bạn thấy hay hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.